Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay thì đã ra hai trận đấu tiếp theo của vòng đấu thứ 5 giải Ngoại Anh mùa giải 2023-2024, và hai trận đấu đó là cuộc so tài của Chelsea với Bournemouth trên sân của Bournemouth và Arsenal làm khách trên sân của Everton. Đây là hai trận đấu mà cả Arsenal và Chelsea đều gặp rất nhiều khó khăn trước cái lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của đội chủ nhà. Ở trận đấu sớm thì Chelsea mặc dù liên tục tấn công và dồn ép đội chủ nhà Bournemouth, tuy nhiên thì Sterling và các đồng đội của mình đã không thể ghi bàn. Trong khi đó thì bên phía Arsenal, Everton là đối thủ mà đang có phong độ không tốt. Tuy nhiên thì mỗi lần gặp Arsenal thì đội bóng này chơi rất là tốt, và trận đấu này nó cũng không phải là ngoại lệ khi mà đội bóng này đã dàn ra một dựng lên một chiếc xe buýt 2 tầng để mà đối đầu với pháo thủ. Và trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu thì Arsenal gặp bế tắc trước cái lối đá kỷ luật của Everton, và phải nhờ tới cái sự tỏa sáng của cầu thủ và sân thay người thay Martinelli, đó là Chosa, để mà ghi bàn thắng ở phút 69 của trận đấu. Qua đó thì mang về cái chiến thắng 1-0 cho Arsenal. Và với chiến thắng này thì Arsenal leo vào top 4, có mặt trong top 4, và họ chỉ kém đội đầu bảng Manchester City có 2 điểm thôi. Man City vẫn là đội bóng duy nhất ở giải Ngoại Anh vẫn duy trì được cái thành tích toàn thắng sau 5 vòng đấu. Và bảng xếp hạng giải Ngoại Anh tính đến sáng ngày 18 tháng 9 như sau. Man City dẫn đầu với 15 điểm, đứng thứ 2 là Tottenham 13 điểm, xếp thứ 3 là Liverpool 13 điểm, đứng thứ 4 là Arsenal 13 điểm, xếp thứ 5 là Brighton 12 điểm, đứng thứ 6 là West Ham 10 điểm, đứng thứ 7 là Aston Villa 9 điểm, đứng thứ 8 là Crystal Palace 7 điểm, đứng thứ 9 là Fulham 7 điểm, đứng thứ 10 là Brentford 6 điểm, đứng thứ 11 là Newcastle 6 điểm, đứng thứ 12 là Nottingham Forest 6 điểm, xếp thứ 13 là Manchester United 6 điểm, đứng thứ 14 là Chelsea 5 điểm, xếp thứ 15 là Bournemouth 3 điểm, đứng thứ 16 là Wolves 3 điểm, đứng thứ 17 là Sheffield 1 điểm, xếp thứ 18 là Everton 1 điểm. Và hai đội bóng chưa giành được điểm số nào, đó là Burnley và Luton Town. Lịch thi đấu vòng 6 giải Ngoại Anh như sau. Vòng 6 của giải Ngoại Anh thì sẽ diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 9. Trong ngày 23 tháng 9 sẽ diễn ra 4 trận đấu, ở 21 giờ thì sẽ đồng loạt diễn ra 3 trận đấu. Đó là cuộc so tài của Crystal Palace với Fulham, Luton Town với Wolves và Manchester City với Nottingham Forest. Vào lúc 23:30 thì Brentford sẽ tiếp đón Everton trên sân nhà. Trong ngày 24 tháng 9 thì sẽ diễn ra các trận đấu còn lại. Vào lúc 2 giờ ngày 24 tháng 9 thì Burnley sẽ tiếp đón Manchester United trên sân nhà. Vào lúc 20 giờ sẽ diễn ra 4 trận đấu, đó là cuộc so tài của Arsenal với Tottenham, của Brighton với Bournemouth, của Chelsea với Aston Villa, Liverpool với West Ham, và trận đấu muộn nhất của vòng đấu này đó là màn so tài của Sheffield United với Newcastle tức vào lúc 22:30. Có thể nói rằng ở cái vòng đấu này thì trận cầu tâm điểm, người ta sẽ hướng sự chú ý tới cuộc so tài của Arsenal với Tottenham, đúng không ạ? Đây là trận đấu, trận derby thành London, và ở cuộc đọ sức lần này thì hai đội bóng đều đang có phong độ rất là cao. Tottenham ở vòng đấu vừa rồi thì đã có một màn lội ngược dòng có thể nói là khó tin trước Sheffield tức mặc dù bị dẫn trước đến hết thời gian thi đấu chính thức, nhưng mà trong phút bù giờ thì đội bóng này nhờ sự tỏa sáng của Richarlison với một bàn thắng và một đường kiến tạo thì Tottenham đã có chiến thắng 2-1 trước Sheffield tức để mà tiếp tục đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong đó thì Arsenal cũng đã có chiến thắng rất quan trọng trước Everton để có được 13 điểm. Thì đây là trận đấu của hai đội bóng mà đang đua vô địch với Manchester City. Ở vòng đấu này thì việc mà Arsenal với Tottenham gặp nhau sẽ giúp cho Man City có cơ hội để mà ngắt đuôi đối thủ, chưa kể là Liverpool cũng phải đối đầu với West Ham nữa. Thì đây là trận đấu mà Arsenal được thi đấu trên sân nhà. Thực tế mà nói thì với một đội bóng như Arsenal gặp một đội mà có lối đá tương đối khó chịu như là Tottenham thì nó cũng tương đối là khó đá, bởi vì ở thời điểm hiện tại Tottenham đá rất là tốt và đá rất là cơ bắp, cho nên đây là trận đấu sẽ không dễ cho Arsenal đâu. Và mình đang thiên về một kết quả hòa trận đấu này, thì chúng ta cùng chờ xem kết quả sẽ như thế nào. Trong khi đó thì trận đấu giữa Man City với Nottingham Forest
Man City có cái lợi thế quá lớn rồi. Họ vừa được thi đấu ở sân nhà lại còn được đánh giá cao hơn rất là nhiều. Đây là trận đấu mà nhà đương kim vô địch chắc chắn sẽ chút giận lên Nottingham Forest, bởi vì ở vòng đấu vừa rồi thì họ đã rất vất vả mới có màn lội ngược dòng trước West Ham. Thì đây là trận đấu mà họ sẽ bung cái sức của mình ra để mà giành chiến thắng. Mình nghĩ rằng đây là trận đấu mà Man City hoàn toàn có thể có được chiến thắng đậm. Trong khi đó thì Manchester United sau cái thất bại rất là tủi hổ trước Brighton ở cái vòng đấu vừa rồi thì sẽ gặp một đối thủ rất là nhẹ ký, đó là Burnley. Burnley hiện tại thì đang ở cái nhóm cuối bảng, cho nên gặp Burnley ở thời điểm hiện tại đó là cơ hội vàng cho Quỷ Đỏ để mà giành cái chiến thắng, qua đó có thêm 3 điểm. Đây là trận đấu mà Manchester United sẽ phải thi đấu ở sân khách, cho nên cũng phải lợi lựa một chút. Chứ nếu như mà đá tấn công dồn dập quá thì cũng nguy hiểm. Thực tế mà nói thì đây là trận đấu mà cái cơ hội để mà MU giành 3 điểm rất là cao, và mình đánh giá rằng họ sẽ đánh bại được Burnley để mà tạm thời vượt qua cái khủng hoảng được. Và mình nghĩ rằng Manchester United sẽ có chiến thắng với tỷ số ít nhất là cách biệt một bàn trở lên. Trận đấu giữa Chelsea và Aston Villa, thực sự với những gì mà Chelsea thể hiện trong thời gian gần đây thì rất là lo ngại cho đội bóng này. Gặp những đội bóng yếu mà cũng không thắng được thì gặp Aston Villa cũng sẽ rất là khó. Tuy nhiên có một điểm mà người ta phải lưu ý, đó rằng cái cách đá của Aston Villa. Aston Villa thì lại chơi thiên về tấn công, cho nên là nếu như mà chơi thiên về công thì Chelsea sẽ đỡ vất vả hơn trong việc khoan phá hàng thủ của đối phương. Thực tế thì Chelsea đang gặp rất nhiều khăn trước một đội bóng, trước các đội bóng mà chơi kỷ luật ấy. Cho nên là nếu như mà Aston Villa chơi tấn công thì xét ở khía cạnh nào đó thì Chelsea lại dễ đá hơn. Và mình có một cái linh cảm rằng đây là trận đấu mà Chelsea sẽ giành được chiến thắng. Trận đấu giữa Liverpool với West Ham cũng là một trận đấu hay, và cái West Ham cũng đang có phong độ rất cao. Tuy nhiên là vòng đấu vừa rồi thì trong hiệp thi đấu thứ hai họ đã bị kiệt sức khi mà đá với Man City. Man City đá ép kinh quá, cho nên là West Ham không trụ được. Và đây là trận đấu mà lại được Liverpool được thi đấu ở sân nhà nữa, thì chẳng có cái lý do gì mà đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp không đặt mục tiêu giành chọn 3 điểm. Và với cái thực lực của Liverpool ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng họ sẽ đánh bại được West Ham mà thôi. Tất nhiên sẽ không dễ dàng để có được chiến thắng đâu, nhưng mà Liverpool biết cách để làm được điều đó. Còn trận đấu giữa Sheffield United với Newcastle thì Newcastle vẫn được đánh giá cao hơn, và mình nghĩ rằng sau cái chiến thắng nhọc nhằn ở vòng đấu vừa rồi thì Newcastle United sẽ trở lại cái quỹ đạo của mình, và gặp những đội bóng yếu hơn thì Newcastle United luôn biết cách để mà giành được cái kết quả thuận lợi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về màn trình diễn của các đội bóng ở vòng đấu thứ 5, cũng như dự đoán tỷ số các trận đấu của vòng đấu thứ 6, đặc biệt là trận đấu giữa Arsenal với Tottenham, thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.